Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên máy quay của Tùng. Hôm nay thì Tùng lại tiếp tục lên để giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn một số model máy quay và báo giá cho quý vị và các bạn là có thể là nắm được, và cũng như là các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ cho Tùng để sở hữu những chiếc máy quay phim rất là chuyên dụng để phục vụ vào công việc của chúng ta. Thì các bạn nào có nhu cầu và quan tâm liên hệ ngay cho Tùng qua số điện thoại hoặc Zalo 0868 238 232 hoặc nick Facebook Nguyễn Tùng có tên đệm đằng sau là Chuyên Camera các bạn nhé. Và địa chỉ của Tùng là tòa CT4 Đơn Nguyên B, khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thì hiện tại là Tùng mở tại nhà riêng nên là Tùng sẽ phục vụ được tất cả quý vị và các bạn là 24/24. Tức là các bạn mà qua ban ngày cũng được hay qua buổi tối cũng được các bạn nhé. Hoặc Tùng có ship code toàn quốc đó, các bạn có thể là cọc một chút rồi còn lại là nhận hàng, kiểm tra xong rồi thanh toán. Tất cả các máy quay mà Tùng bán ra, Tùng sẽ đều bao lỗi đổi máy 10 ngày và bảo hành 6 tháng, cũng như là hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho tất cả quý vị và các bạn yên tâm sử dụng. Và ngay sau đây thì Tùng cũng sẽ lên cho quý vị và các bạn những model mà Tùng muốn lên. Trước tiên Tùng lên thì Tùng có một đôi lời cảm ơn, là Tùng cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn là trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành ủng hộ kênh chuyên máy quay phim của Tùng, cũng như là luôn luôn theo dõi sản phẩm của bên Tùng. Và cảm ơn tất cả những anh em là luôn luôn tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của Tùng. Đầu tiên thì Tùng muốn lên cho các bạn là một số máy quay phim Handycam cầm tay hệ 4K nhỏ gọn các bạn nhé. Thì hệ 4K nhỏ gọn hiện tại là Tùng sẵn vài dòng như sau. Tùng có Sony AX30 này, 4K này, dòng này rất là nhỏ gọn các bạn nhé. Dường như phải nói là cái dòng AX30 này là dòng máy quay phim 4K nhỏ gọn nhất của Sony, nhỏ gọn nhất. Con này thì vẫn là quay chuẩn 4K 30 fps các bạn nhé. Đó, 30 fps. Màn hình thì là 3 inch cảm ứng xoay lật, và chống rung là chống rung 50, ống kính mắt liếc. Đó, thu âm 5.1 và tích hợp đầy đủ các tính năng tinh chỉnh thủ công. Ví dụ như chúng ta có cái vòng xoay ở đầu này, chúng ta có thể là tinh chỉnh thủ công qua vòng xoay ở đầu này. Và chúng ta có phím manual để chúng ta lựa chọn các tính năng tinh chỉnh thủ công. Cũng như là dòng này sẽ được trang bị bộ nhớ trong 64GB kèm khe cắm thẻ nhớ SD, và có tích hợp mic in và audio out. Đó, mic in và audio out được trang bị với zoom mở rộng rõ nét là 15x. Đó, chúng ta quay phim cũng rất là ok các bạn nhé. Chất lượng phim 4K hoặc là Full HD tùy chúng ta lựa chọn. Thì dòng này có bộ nhớ trong 64GB và Tùng sẽ tặng kèm thêm thẻ 64GB. Đó, tốc độ 170 m quay phim chuẩn 4K. Đó. Dòng AX30 này thì nó sẽ cùng đời với AX33, nhưng mà dòng AX30 này nó khác là nó sẽ không có ống ngắm phụ như dòng AX33 các bạn nhé. Đó, AX30 thì sẽ không có ống ngắm phụ như AX33. Còn lại mọi thứ nó sẽ giống nhau các bạn nhé. Vẫn có các chế độ như là Night Shot đó, hay là thu âm 5.1. Và hơn nữa thì dòng này có cả Wi-Fi và NFC, chúng ta có thể là quay phim xong chuyển video từ máy quay qua điện thoại ở bất kể nơi đâu. Dòng modem AX30 này thì sẽ phù hợp cho anh em nào mà làm góc máy phụ, cũng như là các bác mà có nhu cầu là quay phim vlog, quay phim gia đình hoặc là du lịch. Đó các bạn ạ. Body máy thì rất là chắc chắn, và thời lượng pin là dùng là rất lâu. Ví dụ như là quả pin mà Tùng kèm là FV70 này thì để mà quay phim Full HD cỡ khoảng độ 3 giờ, quay phim 4K cỡ khoảng độ hơn 2 giờ, khoảng 2 giờ các bạn nhé. Chúng ta cũng có thể là mua thêm pin. Đó các bạn ạ. Phụ kiện thì Tùng kèm full pin, sạc, cáp, túi, thẻ 64GB. Đó, cáp USB, bao lỗi đổi máy 10 ngày, bảo hành 6 tháng, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời. Các bác nào có nhu cầu liên hệ ngay cho Tùng qua số điện thoại hoặc Zalo 0868 238 232 hoặc nick Facebook Nguyễn Tùng có tên đệm là Chuyên Camera. Đó, địa chỉ thì là tòa nhà CT4 Đơn Nguyên B, khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là một con Sony FDR AX30 quay phim chuẩn 4K của Sony các bạn nhé. Máy rất là bền bỉ. Hiện tại là tùng sẵn giá là 10 triệu các bạn nhé, 10 triệu đầy đủ phụ kiện và bao ship toàn quốc. Đó là AX30. AX30 thì Tùng có 2 con các bạn nhé. Tiếp đến có một con AX40 này. Đây là AX40 Sony FDR AX40. Thì dòng AX40 này thì cũng không lạ lẫm gì với chúng ta rồi. Với một chất lượng quay phim vẫn là chuẩn 4K và cảm biến thì nhỉnh hơn AX30 các bạn nhé. Giá thì nó sẽ nhỉnh hơn. Màn hình là cảm ứng 3 inch cảm ứng xoay lật và cảm ứng bằng nhiệt, tức là bằng da tay chúng ta chạm vào vẫn được. Đó, dòng AX40. Dòng AX40 này là hệ NTSC sách tay các bạn nhé. Thì con này là vẫn có bộ nhớ trong là 64GB và Tùng kèm thêm thẻ là 64GB U3 tốc độ 170m quay phim chuẩn 4K nữa. Dòng AX40 này thì nó cũng sẽ tương tự nhỏ gọn như AX30 các bạn nhé, cũng không có ống ngắm phụ. Đầu 4 sẽ không có con nào ống ngắm phụ cả. Các bạn lưu ý nhé. Ở các modem đầu 4 AX40, 43, 45 sẽ không có ống ngắm phụ, không có vòng xoay chỉnh thủ công ở đằng trước ống kính. Đó, AX40. Đó, chất lượng ảnh thì rất là đẹp, rất là chuẩn các bạn nhé. AX40 thì con này là giá là 12.8 triệu các bạn nhé. Con AX40 này là giá 12.8 triệu này các bạn này. Đó. Bao lỗi đổi máy 10 ngày, bảo hành 6 tháng, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời, phụ kiện là kèm full hết, không thiếu gì cả các bạn nhé. AX40 thì Tùng còn một con full book này. Full book như mới. Đó, con này thì nhỉnh hơn một chút thôi. Nhưng mà về hình thức máy thì sẽ mới hơn con 12.8 triệu kia các bạn nhé. Tiếp đến là Tùng có một con AX45 này. AX45 thì con này thì đấy, đời đầu 4 các bạn nhé. 45 là cao nhất. 40, 43, 45. Thì con 45 này thì hình thức của nó thì nó cũng bình thường chứ không phải là long lanh. Thì con này Tùng để cho quý vị và các bạn giá là 12.5 triệu. 12.5 triệu các bạn nhé. AX45 12.5 triệu này. Máy cũng còn rất đẹp nhưng mà nó không thể long lanh như con AX40 kia được. Đó, Tùng để cho quý vị và các bạn là 12.5 triệu. Các bạn nào có nhu cầu liên hệ cho Tùng và cứ báo cho Tùng là một em muốn chốt. Đó, Tùng sẽ chụp ảnh gửi ảnh chi tiết cho quý vị và các bạn. Tiếp theo là một con AX60. AX60 đời gần hầu như là đời chót của dòng AX hệ Handycam cầm tay nhỏ gọn. AX60 Tùng bán rất nhiều dòng AX60 này rồi mà mặc dù là phải nói là giá thì cũng không rẻ các bạn ạ, giá cũng không rẻ nhưng mà chất lượng phim thì thật sự là tuyệt vời. AX60 thì con này Tùng sẵn con máy này thì nó hình thức của nó không long lanh như những con máy trước mà Tùng bán. Các bác nào mà lấy AX60 của Tùng thì biết rồi, đều là như máy như mới luôn các bác nhé. Thì hiện tại là Tùng sẵn con máy này thì Tùng để cho quý vị và các bạn giá là 15 triệu. Giá là 15 triệu các bạn ạ. Không đẹp long lanh như những con trước. Còn những con trước thì giá 16, 8, 17. Con này Tùng để cho quý vị và các bạn là 15 triệu các bạn nhé. Đầy đủ phụ kiện, vẫn bao ship toàn quốc và bao lỗi đổi máy 10 ngày, bảo hành 6 tháng, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời. Đó, AX60 các bạn nhé. Tiếp đến là Tùng muốn lên cho tất cả quý vị và các bạn. Tùng xin nhắc thêm là AX43A mà Tùng có lên cho quý vị và các bạn lần trước mà còn bảo hành đến tháng 4 năm 2025 thì Tùng chỉ còn duy nhất một cây các bạn nhé, còn duy nhất một cây trong tủ. Máy hàng lướt còn như máy mới luôn. Và Tùng muốn lên cho quý vị và các bạn dòng máy quay phim lớn hơn, đó là CX900. Dòng máy quay phim CX900 cảm biến 1 inch. Đó, cảm biến 1 inch, cảm biến rất lớn nên là quay phim chiếu sáng hay cho anh em, dành cho anh em livestream là rất tốt. Đó, cảm biến là 1 inch các bạn nhé. Đó, cảm biến 1 inch là rất lớn. Đó, các bạn nào mà đã xem review CX900 thì các bạn biết rồi. Hiện tại Tùng sẵn CX900 giá cũng cực là hấp dẫn. Máy thì rất là long lanh. Giá là 15.800.000 đồng các bạn nhé. 15.800.000 đồng cho một chiếc máy CX900 đẹp long lanh như thế này. Các bạn thừa biết là giá là rất êm so với trước. Trước là có đợt là giá là 16,5 đến 17, có đợt tận 17,5 các bạn ạ. Hiện tại thì Tùng sẵn máy là giá 15.800.000 đồng cho một chiếc máy CX900 đầy đủ phụ kiện và bao ship toàn quốc các bạn nhé. CX900 cảm biến lớn 1 inch, ống kính rất lớn. Đó, màn hình 3,5 inch cảm ứng xoay lật, Con này thì nếu như anh em nào mà quay, các bác nào mà quay sự kiện nhỏ cũng như là làm máy phụ hay là anh em livestream bóng đá phủi ấy, thì giá vừa mà chất lượng rất là tốt, rất là tuyệt vời. Bởi vì cảm biến 1 inch thì quay phim trong môi trường thiếu sáng là rất tốt các bạn nhé. Đó là CX900 hiện tại Tùng sẵn 15.8 triệu. Các bác nào cần thì liên hệ ngay cho Tùng qua số điện thoại hoặc Zalo 0868 238 232 hoặc nick Facebook Nguyễn Tùng có tên đệm là Chuyên Camera. Địa chỉ ở tòa CT4 Đơn Nguyên B, khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Các bác nào mà cần check map thì các bác cứ lên Google Maps gõ là Nguyễn Tùng Camera và tìm thì sẽ thấy địa chỉ của Tùng nhé, map của Tùng nhé. Tiếp đến thì các dòng máy phim chuyên dụng, chuyên nghiệp, máy lớn thì Tùng vẫn sẵn như là PMW-VK200 này, PMW-VK160 này. Thì hiện tại là Tùng sẵn máy là giá là hơn 20 triệu các bạn nhé. Hơn 20 triệu, giá rất êm các bạn nhé, giá rất êm so với trên thị trường, giá rất êm cho dòng PMW-VK200 hoặc PMW-VK160. Dòng PMW-VK200 thì giá nó dao động tùy theo máy. Ví dụ như là máy ít giờ thì nó cỡ khoảng 30 mấy triệu các bạn ạ. Đó. Còn nếu mà các bác nào mà muốn giá êm một chút thì chúng ta phải chấp nhận là với một cái máy nó nhiều giờ một chút, nhưng mà để mà so với số giờ và cái giá Tùng bán ra thì là rất là hợp lý các bạn nhé. Đó. PMW-160 và 200 hoặc AX100 Tùng vẫn sẵn một chiếc máy full book lướt như long lanh. Đó, full book lướt long lanh giá hơn 20 triệu các bạn nhé. FS7 4K 60 frame Tùng vẫn còn này, FS5 Mark II này Tùng vẫn sẵn này. Dòng FS5 Mark II này thì giá máy mới, máy new, máy hãng là khoảng 120 triệu. Hiện tại thì Tùng sẵn body máy là giá là hơn 40 triệu và hơn 50 triệu cho quý vị và các bạn là có nhu cầu. FS7 này thì con này thì body này là hơn 30 triệu các bạn nhé, hơn 30 triệu FS7. Đó. Đây Tùng có một phụ kiện là tay cầm cho các dòng máy quay phim AX nhỏ gọn cầm tay này. AX nhỏ gọn cầm tay, cái tay cầm có cáp cắm lên và chúng ta có thể là tăng zoom, giảm zoom, bấm rếch hoặc dừng rếch cũng như là chụp ảnh các bạn nhé. Tay cầm này. Đó, tay cầm này thì hơn 1 triệu các bạn nhé. Đó. Và Tùng muốn lên thêm cho quý vị và các bạn hai chiếc máy quay chuyên dụng hệ XD cam nhỏ gọn hơn. Nhỏ gọn hơn. Có tay sách. Đầu tiên Tùng muốn lên cho quý vị và các bạn chiếc máy quay phim PMAPXVKX70. X70 là dòng máy quay phim chuyên dụng đời mới ở hệ máy nhỏ gọn, cũng như tương tự như NX80 hoặc là Z90. Thì X70 này có một body là rất là nhỏ gọn và có tay sách, chúng ta có thể là chỉnh âm thanh trên tay sách này. Có hai cổng audio in. Đó, có hai cổng input audio. Đó. Có thể là kẹp mic ngoài vào đây, tăng zoom giảm zoom ở trên tay sách này. Các bạn nhé, tích hợp tay sách thì các bạn là xem review của Tùng thì biết rồi. Hiện tại Tùng sẵn máy rất đẹp, đẹp long lanh. Đó, hàng lướt hơn 200 giờ thôi. Thì con này Tùng bán cho quý vị và các bạn là hơn 30 triệu. Các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ngay cho Tùng qua số điện thoại Zalo 0868 238 232 hoặc nick Facebook Nguyễn Tùng có tên đệm đằng sau là Chuyên Camera, cũng như là địa chỉ tòa nhà CT4 Đơn Nguyên B, khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Còn X70 này thì giá ngoài 30 triệu, hàng lướt chạy hơn 200 giờ các bạn nhé. Đó. Máy Tùng bán ra sẽ bao lỗi đổi máy 10 ngày và bảo hành 6 tháng, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời. Dòng X70 này sẽ có hai cổng out, một là cổng HDMI và hai là cổng SDI để cho quý vị và các bạn là chạy livestream. Dòng này livestream rất là thần thánh các bạn nhé. Đó, các bạn nào cần thì liên hệ ngay cho Tùng. Duy nhất một máy X70. Tiếp tục là một con Sony HXR-NX80. Đó, Tùng vừa nói con X70 giống NX80 với Z90 đúng không ạ? Đây là con NX80, máy quay phim chuẩn 4K. Đó, máy quay phim chuẩn 4K. Con X70 này hiện tại là Tùng đã update lên 4K rồi các bạn nhé. Dòng X70 này nhà sản xuất mặc định ra là không có 4K. Nhưng mà chúng ta muốn quay phim 4K ở trên con X70 này thì chúng ta sẽ mua một bản phim quay do nhà hãng phân phối, nhà hãng phát triển. chúng ta update lên con X70 này thì chúng ta sẽ được quay phim chuẩn 4K trên con X70 này các bạn nhé. Thì con X70 này là Tùng đã update lên 4K rồi. Và tiếp đến thì Tùng vẫn muốn nói đến con NX80 này. Thì dòng NX80 này là máy quay phim chuẩn 4K do nhà hãng sản xuất và phân phối ra. Con NX80 này thì nó chỉ hạn chế là không có cổng SDI out như con X70 các bạn nhé. Mà nó chỉ mặc định là có một duy nhất cổng out là HDMI out. Đó. Và còn lại thì nó sẽ tương tự như X70 hoặc Z90. Dòng NX80 này thì hiện tại Tùng săn máy chạy hơn 200 giờ. Body máy còn rất là ok các bạn nhé. Giá cũng trên 30 triệu. Giá trên 30 triệu cho con NX80 này, giá gần 40 triệu các bạn nhé. Tùng nói luôn là giá gần 40 triệu. Máy hàng new đâu hình như là 60 triệu hay trên 60 triệu gì đấy các bạn ạ. Hiện tại thì Tùng sẵn con Sony HXR-NX80 này là hơn 30 triệu, gần 40 triệu các bạn nhé. Đó, các bạn nào cần, có nhu cầu thì liên hệ ngay cho Tùng qua số điện thoại hoặc Zalo 0868 238 232 hoặc nick Facebook Nguyễn Tùng, có tên đệm là Chuyên Camera. Địa chỉ thì là tòa CT4 Đơn Nguyên B, khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho Tùng hoặc là qua trực tiếp địa chỉ. Tùng mở cửa 24/24, qua ngày cũng được hoặc là qua tối cũng được các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn nào mà không qua được trực tiếp thì Tùng có ship toàn quốc các bạn nhé. Ship toàn quốc. Máy Tùng bán ra sẽ là bao lỗi đổi máy 10 ngày và bảo hành 6 tháng, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho quý vị và các bạn yên tâm sử dụng. Phụ kiện thì Tùng kèm full các bạn nhé. Pin, sạc, cáp, túi, thẻ. Thẻ là thẻ 64GB, tốc độ 170m, quay phim chuẩn 4K. Tùng kèm cả túi nên là full hết, không thiếu gì các bạn nhé. Đó, đó là hai con máy quay chuyên dụng cỡ nhỏ, hệ có tay sách và rất là chuyên nghiệp, X70 và NX80. Và tiếp đến Tùng muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phụ kiện mà Tùng sẵn. Một số phụ kiện mà Tùng sẵn để cho quý vị và các bạn là có thể là có nhu cầu để chúng ta sử dụng, mua về sử dụng, như là bộ truyền tín hiệu, hình ảnh không dây Cineview HE. Đó, Cineview HE này của Action này. Con này thì giá là hơn 8 triệu các bạn nhé. HE thì là chỉ có nguyên HDMI thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn sử dụng SDI thì chúng ta phải lấy bộ SE các bạn nhé. Đó, HE này là nguyên HDMI, giá hơn 8 triệu. Gồm Tùng sẽ tặng kèm một pin này, một cáp HDMI này và một hộp đựng cho sản phẩm Action. Đây các bạn nhé. Đó, bộ này, bộ không dây này là hơn 8 triệu này các bạn này. Theo nhà sản xuất đưa ra thì bộ truyền không dây này nó sẽ được độ xa tối đa là 350m theo nhà sản xuất đưa ra. Nhưng mà đấy là điều kiện lý tưởng và theo nhà sản xuất. Chứ còn nếu mà chúng ta mà sử dụng thì chắc là cũng có thể là sẽ không tới. Nhưng mà nếu mà để mà tầm khoảng độ 1-200m thì là điều kiện quá tuyệt vời để chúng ta sử dụng rồi. Bởi vì Tùng nghĩ là khoảng cách đấy là quá xa để cho anh em là sử dụng truyền không dây các bạn nhé. Bộ này nó sẽ tích hợp là 4 dây các bạn ạ. Đó là bộ không dây HE của Action và bộ truyền hình ảnh không dây của Hollyland Mel 300 Pro. Bộ truyền không dây tín hiệu hình ảnh không dây của Hollyland Mel 300 Pro này thì sẽ cho phép chúng ta truyền hình ảnh xa cỡ khoảng 90m các bạn nhé. 90m. Đó, 90m không vật cản. Dòng này thì nó sẽ có thêm quạt tản nhiệt. Đó, quạt tản nhiệt thì bộ này là hơn 7 triệu các bạn nhé. Bộ này là hơn 7 triệu. Cũng như là Tùng có thêm bộ Hollyland Mel 400S Pro. 400S Pro này nó sẽ đua HDMI và SDI các bạn nhé. 400S Pro này thì sẽ cho phép chúng ta truyền hình ảnh ở cự ly khoảng 120m. Khoảng 120m. Đó, và có quạt tản nhiệt rất tốt cho chúng ta sử dụng trong điều kiện là ngoài trời, ví dụ như là trời nắng, chạy rất tốt luôn, rất trâu bò luôn các bạn nhé. Bộ này thì hàng new hơn 11 triệu các bạn nhé. Hơn 11 triệu. Giá rẻ hơn ngoài hãng phân phối khoảng độ tầm 2 triệu, 1 triệu rưỡi đến 2 triệu các bạn nhé. Đó. Bộ Hollyland Mel 400S Pro. Ngoài ra thì Tùng vẫn còn rất nhiều các dòng máy quay phim nhỏ gọn cầm tay, kể cả là những dòng máy quay phim siêu zoom mà vừa rồi rất nhiều anh em hỏi Tùng về những cái hệ máy quay phim để cho anh em đi bẫy chim hay là quay câu cá. Đó, Tùng rất nhiều, ví dụ như là dòng PG540, đó, PG540 này, PG540 siêu zoom này, hoặc là CX455, cũng như là dòng CX680. CX680 là dòng model mà phải nói là cao nhất của hệ siêu zoom của Sony. Ở các bạn ạ, đây là con Sony HDR CX680 này, là dòng siêu zoom đời cao nhất của Sony. Con này thì vẫn là zoom 60x thôi, chống zoom 50, ống kính mắt liếc, thu âm 5.1, tích hợp mic in, audio out và wifi NFC. Thì con này thì là hàng tiếng Anh các bạn nhé, modem cao nhất của Sony ở hệ siêu zoom. Các bạn nào có nhu cầu liên hệ ngay cho Tùng. Con này thì là giá là 7.8 triệu các bạn nhé, bao lỗi đổi máy 10 ngày, bảo hành 6 tháng, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời và kèm full phụ kiện. Đó là tất cả các dòng máy quay phim mà Tùng muốn lên cho quý vị và các bạn trong cái video này. Thì các bạn nào có nhu cầu liên hệ cho Tùng qua số điện thoại hoặc Zalo 0868 238 232, hoặc nick Facebook Nguyễn Tùng có tên đền vào sau là Tùng chuyên camera. Và địa chỉ của Tùng này là tòa CT4 Đơn Nguyên B, khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nếu mà các bạn nào mà cần đi theo map ấy thì các bạn cứ lên Google Map search là Nguyễn Tùng Camera, sẽ ra map của Tùng nhé. Đó, để cho chúng ta sẽ tiện đường đi lại hơn. Còn các bạn nào mà không qua được trực tiếp thì cứ liên hệ cho Tùng, và Tùng có ship toàn quốc các bạn nhé. Tất cả các máy bán ra thì các bạn cứ yên tâm về chất lượng, bởi vì là máy khi Tùng giao đến tay cho các bạn là Tùng sẽ bao lỗi đổi máy 10 ngày. Trong trường hợp mà máy có vấn đề lỗi không thể xử lý được, Tùng sẽ đổi máy khác cho quý vị và các bạn. Ngoài ra thì Tùng sẽ còn bảo hành thêm 6 tháng nữa. Phụ kiện thì các bạn không phải lo gì cả, bởi vì Tùng kèm full rồi, các bạn nhận máy chỉ việc sử dụng thôi. Và lời cuối thì Tùng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn là trong thời gian qua đã luôn luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ kênh chuyên máy quay phim của Tùng. Tùng cũng xin cảm ơn các bạn là tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của bên Tùng. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn gặp thật nhiều may mắn và hạnh phúc, cũng như là nhiều sức khỏe để chúng ta có thể là sống vui, sống khỏe. Và rất mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ sản phẩm của bên Tùng. Tùng xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.